chắc tối nay ngủ ngon hơn á. Dạ. Bé tối ngủ có ngồ quậy gì không? Dạ không. Không hả? Dạ không. Tối chắc nhịn ngủ im quá nó cái giờ nó đạp hoài. Dạ. Rồi có. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì Bùi Hồ cũng thay mặt anh Nguyễn An Giang. Xin chào cô bác quý anh chị là mạnh thường quân của kênh Bùi Hồ với lại kênh của anh Nguyễn luôn nha. Thì hôm nay thì cũng là một ngày rất là vui cho hai anh em Nói Nghiêng và cho Trang cũng như tất cả mọi người ở trong cái giải phong trò này. Nói chung cũng đã có được những cái phần quà rất là ấm áp, đó là một cái chiếc nệm với một cái bếp ga với lại một cái tủ mà được mạnh thường quân hỗ trợ. Thì sau đó thì Trang bị cái này cho em Trang với lại con của mình có một cái cuộc sống tốt hơn ở cái khu trọ này nè. Thì sau đó thì anh Nguyễn có nhận được một cái hỗ trợ nữa của Mạnh Thường Quân. Thì Mạnh Thường Quân kêu anh Nguyễn là gì? Bây giờ anh Nguyễn có thể nói tên với điều cơ tên cũng như anh chú đó hỗ trợ như thế nào cho Mạnh Thường Quân kênh em biết luôn ha. Dạ. Dạ thì hôm nay đó Nguyễn á, cùng với anh Bùa Hồ á, sớm giờ cũng mua vật dụng cho em Trang cũng trọn vẹn. Thì theo căn dặn thì Nguyễn cũng được dặn cái số tiền của Mạnh Quân đã hỗ trợ cho em Trang tiếp tục nữa. Thì người đầu tiên Nguyễn nhận là chú Danh Trần ở Mỹ hỗ trợ cho em Trang là 100 đô. Rồi anh Cường Phạm ở Mỹ hỗ trợ cho em Trang là 400 đô. Thì theo căn dặn là của anh Cường Phạm là cũng có trò chuyện với Nguyễn An Giang, nó thì cũng mua cho em Trang một cái tủ lạnh và đóng 6 tháng tiền trọ cho em Trang. Thì còn cái chú Danh Trần ở Mỹ thì gửi tặng cho cưng là 100 nó để cưng ăn uống bồi dưỡng sức khỏe, mua đồ thịt cá và ăn đó, thấy cưng ốm yếu gì đó. Đó thì hôm nay Nguyễn với Bùi Hồ đó nói chung là cũng có thời gian rảnh đó để mà lo cho em Trang cho nó trọn vẹn, cho nó đầy đủ. Thì sau đó thì chắc có lẽ Nguyễn với Bùi Hồ sẽ đi chợ mua cái tủ lạnh cho em Trang. Cảm giác em sao? Cũng vui lắm. Dạ, nghe được cái tủ lạnh. Giờ ở đây em đi chợ có con nhỏ đi chợ là khó khăn. Dạ, giờ em có được cái tủ lạnh thì em mừng lắm. Dạ, đựng đồ ăn này kia. Rồi với em cũng đóng được cho em được 6 tháng tiền trọ, em mừng lắm. Dạ, nghe được em vui. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh gì? Anh Cường Phạm hả? Anh Cường Phạm. Dạ. Cảm ơn Cường Phạm. Thì cũng anh gì nữa? Chú Danh Trần ở Mỹ. Chú Danh Trần hả? Danh Trần. Danh Trần. Thì cũng thay mặt em Trang xin chân thành cảm ơn anh Danh Trần, chú Danh Trần với lại anh Cường Phạm ở Mỹ đã hỗ trợ cho hai mẹ con của bé Trang. Nói chung là hôm nay thì cuộc sống phấn khởi hơn rồi. Và phải nói là mừng ghê á. Bây giờ không biết là mua cái tủ lạnh như thế nào nè, và cái kích thước để đâu, em sẽ dự định là để cái tủ lạnh ở chỗ nào hả Trang? Dạ, để chỗ đó anh, chỗ đó có sẵn có ổ điện luôn á. Gần ổ điện đó không? Gần ổ điện bên đây hả? Gần cái bếp hả? Không sao, cái bếp cho mình để tủ lạnh nó tiện á. Dạ. À, gần cái bếp để tủ lạnh đó luôn. Tủ lạnh thì chắc cũng nhỏ nhỏ thôi. Bởi vì ở trọ nó có tủ lạnh không có lớn được. Thôi bây giờ mình đi mua ha, cho em bé uống sữa xong mình thôi ăn cơm đi. Dạ. Sáng giờ nghiệp chưa có cơm gì hết trơn á. Sáng tiện đó mình sắp tổng rồi. Thì chú Danh Trần và anh Cường Phạm đó tổng cộng là 500 đô. Thì 100 đô á, thì là Nguyễn đổi ra là 2.350.000. Đó, Nguyễn cộng lại số tiền là 500 đô đó là 11.750.000. Đó thì có lẽ Nguyễn với Bùi Hồ đi mua tủ lạnh về đi. Sau đó thì còn dư lại bao nhiêu đó thì Nguyễn sẽ gửi lại cho em Trang. Sẽ nhờ anh chủ trọ đó. Thì chắc có lẽ là không biết anh rảnh giờ nào. Nếu mà không, anh không rảnh đó thì Nguyễn sẽ gửi lại cho em Trang. Em Trang sẽ gặp anh chủ trọ sẽ gửi lại cái phần 6 tháng tiền trọ. Hả Hồ? Tiện cho anh có nghĩa là em nếu như mà anh chủ trọ đó có rảnh đó thì sẽ quay đổi luôn. Còn nếu mà
chú trọ mà không có thời gian rảnh hết, công việc hết tại hôm nay thứ hai, thì anh Nguyễn sẽ gửi cho em, thì em sẽ điện gửi cho anh chú trọ nói lời cảm ơn anh luôn. Dạ. Nhớ nhắc em mua cái đồ để cái bình ấm đó. À. Tự nhiên em ấm ấm quá. Bình ấm xong rồi cái gì là cái đồ gì là lấy ra chén sóc chén nhỏ đã treo. Ở hai cái đó nữa đi. Cái cám nó đổ nước lên nguy hiểm lắm. Sao mừng dữ không? Dạ, hôm nay cái quá trời bất ngờ nha. Dạ, bất ngờ nhiều chuyện rồi giờ chắc tối nay em khỏi ngủ luôn. Nhiều chuyện vui gặp đến đúng không? Dạ. Trong cuộc đời em nhỏ lớn giờ chưa có ngày, là lần đầu tiên là em vui nhất, em mừng nhất, có đầy đủ rồi, em có đầy đủ. Tại cuộc đời của em anh Trang kể rằng đó là cứ từ nhỏ đã đi bán vé số, đi móc bọc rồi, thậm chí là bị bắt cóc 3-4 lần nữa. Ở lớp trước nó là bị bắt cóc nữa, một lần đó là 9 tuổi là bị bắt cóc rồi cái dãy dù á, có nghĩa là ông đó dụ bịt miệng lại, bịt cái miệng này lại, sau đó ẵm ra luôn, không biết là chắc tại phước lớn mạng lớn. Đó, dãy dù em. Lúc đó em dãy lắm rồi, chắc ông đi xong không xong cái gì, ông thả em xuống rồi ông chạy đi. Lúc đó em sợ quá trời, em khóc luôn. Rồi bán không có tiền thì phải ngủ bờ, ngủ bụi. Lúc đó là em bị cóc là bận đêm đó. Đó, cô bác với anh chị đấy không? Đó, hôm nay nãy ngô niệm thì xong nói nè. Sao tấm niệm này ngồi im quá anh Bùi Hồ. Im không? Dạ. Ở hồi đó đi làm công ty là có cái niệm giống gì không ta? Dạ không, có cái niệm gì mà nó bằng cái đó mà nó cứ ngắt cái niệm mỏng mà dạ. Nó chiếu gì? Dạ, chiếu là dạ. Nó chảy cái dạ, miếng này lên nè. Dạ. Nhưng mà cái này nó bây giờ mềm hơn rồi. Dạ, cái này mềm đã. Ờ vậy tối nay không phải ngủ không được mà là ăn ngon ngủ im. Mà nói với em, nhà em cũng chưa có bếp ga, cũng có bếp ga bự gì nữa, rồi cũng có tủ quần áo, rồi cũng có niệm, rồi tủ lạnh thì không có, chưa có bao giờ có. Hồi đó giờ có sử dụng tủ lạnh không? Dạ có, giờ sử dụng mà của người ta không à. Như đó nhỏ em có bán rửa chén bát cho người ta đó, bưng cơm đó, rồi cô nhà đó có tủ lạnh đó. Dạ mở ra mở vô xài, con biết xài. Biết xài nhưng dạ. Mà ở nhà không có tủ lạnh luôn. Dạ. À. Nhỏ nhà đó với anh đâu có tiền mua tủ lạnh đâu, không có tiền ăn uống cơm. Hồi đó mà nhỏ rồi còn bữa đợt bữa đói bữa no. À, kể chuyện này mới thấy tội nghiệp nữa nè. Đi làm lấy tiền gửi cho mẹ. Cái tên Sở Khanh nữa đó, phát hiện lấy tiền cho mẹ đánh đập sùm luôn. Đánh đập anh nhà trọ không cho gửi nữa. Ghê không anh ơi? Cái cảnh sau này sống chẳng khác nào là địa ngục của trần gian nữa. Đúng không chứ? Thôi nhắc nữa buồn nữa, thôi đi nè. Cũng nhiều chuyện đi xíu với cô bác với anh chị, mong cô bác với anh chị thông cảm. Nhưng mà đã có câu chuyện rồi, nó phải chia sẻ cho đến tường tận để cô bác với anh chị không hiểu á. Thì cô bác với anh chị sẽ nói như thế này, thậm chí là có một cái bình luận như thế này mà làm Bùi Hồ hoang mang. Bây giờ khui ra luôn, nhiều chuyện thêm phút nữa đi. Là nói bé Trang á, là năm nay là 30 tuổi chứ không phải là 23 tuổi. Rồi nói bé Trang là cũng có từng có đời chồng ở Trung Quốc mà cũng bị đánh đập. Vậy đó là sau này gặp gì nữa bây giờ mới gặp. Mà bé Trang năm nay là chỉ có mới 23 tuổi thôi, đến 9 lần lại cô bác anh chị. Là một người thiếu nữ mới lớn, chưa trải sự đời, chưa có kinh nghiệm. Và mọi cái công việc á thì không có được học hành nhiều, không có giao tiếp xã hội nhiều. Từ nhỏ phải mưu sinh với cái tâm trạng là giống như là những đứa trẻ mà cơ nhỏ bùi đời á, là nên sự hiểu biết gia chạm cuộc sống không có nhiều, thì ai thì cũng phải có một cái lần chấp ngã, và quan trọng là sau cái lần chấp ngã đó có biết vực dậy lại cuộc sống hay không, và cái người đó sẽ đứng lên như thế nào, có dính dấp lại cái con đường cũ hay không, hay là họ sống như thế nào là quan trọng nhất. Quá khứ thì ai cũng có, và có những cái quá khứ thì nó trong cuộc đời nó không tốt đẹp thì mình sẽ cho qua. Và hãy nhìn đến cái tương lai tươi sáng ở phía trước. Hai cô bác anh chị, vậy đi. Thôi đi ha. Rồi hết nhiều chuyện rồi đó. Đại hồ cũng có xem tí chứng minh thư à, nhưng mà chứng minh nhân dân là mình không có đưa lên trên mạng được. Đó là thông tin cá nhân của người, một người nào đó thì không thể nào đưa lên được. Bé Trang thì sinh năm 1999. Quê Vĩnh Long. Quê thì ở Vĩnh Long, là năm nay coi như là 20
23 tuổi, là mới 22 tuổi thôi. Tôi đẻ nó là mới 23 tuổi đó. Đó, đẹp cho cô bác quý anh chị vừa lòng luôn. Thì cũng như ở cái đoạn trước á, Bùi Hồ có nói về việc mà mua tủ lạnh cho bé Trang cùng với con của mình. Thì do là cái điện máy á, không có chuyển đi được, nên sáng hôm nay thì tủ lạnh mới chuyển vô phòng trọ của bé Trang rồi. Và cũng trong buổi sáng ngày hôm nay thì anh Nguyễn có chở bé Trang đi làm một cái thẻ ATM nè, cho ngân hàng nè, cũng như là mua một số vật dụng thiết yếu cho bé Trang cùng gia đình. Thì cũng nhân tiện đây thì Bùi Hồ cùng với anh Nguyễn sẽ vô thăm bé Trang cùng với con của mình để mà trao cái phần tiền còn lại của Mạnh Thường Quân sau khi mua vật dụng dư nha cô bác quý anh chị. Bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ và anh Nguyễn An Giang. Cũng khá là bất ngờ khi mà sáng ngày hôm nay qua đây thì có một anh Mạnh Thường Quân của bên Bùi Hồ có trao một số hỗ trợ hiện kim cho bé Trang cùng với con của mình. Tên. Chào em. À, tối ngủ sao rồi? Em lắm hả? Ngủ không được. Chắc tối nay ngủ ngon hơn á. Dạ. Bé tối ngủ có ngồ quậy gì không? Dạ không. Không hả? Dạ không. Tối chắc cái miệng ngủ im quá, nó cái giờ nó đạp hoài. Dạ. Rồi có lưng của bé là sao rồi? Dạ bớt rồi. Dạ không có, dạ tắm nó mới đỏ, không tắm không đỏ. Dạ. Có một số là cô bác quý chị nói là nên tắm nước khổ qua. Khổ qua sắc nhỏ, cái em nấu ra nấu nước sôi á, cái em để nguội em tắm cho bé thì nó sẽ, bé sẽ hết mẩn đỏ đó. Thì cũng đây nè cô bác anh chị, đây là cái tủ lạnh hôm qua là anh Nguyễn mua với giá là 4.350.000 đồng từ một cái cửa hàng điện máy tủ lạnh khá là xinh, với chiều dài là khoảng 1.5 mét á, 1.4 mét á, 1.4 mét vậy đó. Và cái tủ lạnh này được chia làm hai ngăn, hiệu AWA cũng khá là tốt và màu đen. Cái tủ lạnh này thì cái bề ngang thì nó khoảng 4 tấc thôi và nó sẽ vừa với lại cái phòng trọ của mình luôn. Mục đích chính của anh Cường Nguyễn, phải không anh Cường? Anh Cường Phạm ở Mỹ là để cho bé Trang mà lâu đi chợ thì mua đồ có thể giữ trữ trong tủ lạnh này. Thì bây giờ mình tham quan cái tủ lạnh tí xíu ha. Thì đây là một cái ngăn đá, là lý do là tủ lạnh này mới vận chuyển về nên để qua 24 tiếng thì mình mới được ghim điện vô để cho nó ổn định cái khí ga. 4 tiếng hả? Sau khi 4 tiếng đó là ghim chui. Dạ. Để nửa tiếng chạy cho chạy không. Để khử mùi. Một cái ngăn đá cũng khá là dễ thương. Ngăn này là ngăn không có đóng tiết nhưng cô bác quý anh chị xả tiết. Rồi ở dưới này nè, còn có 3 ngăn. Ngăn này là đựng nước uống chẳng hạn nè, đựng rau củ. Rồi ở dưới này có thể đựng một số đồ gì đó mà nó ít chịu lạnh á. Ở bên đây thì có cả cái khay này để đựng hộp vịt. Lật lên gì này em có thể mua 6 trứng hộp vịt vậy đó, em đựng vô. Bé Trang có chia sẻ rằng á là hồi đó giờ ở trong nhà không có tủ lạnh, kể cả gia đình mẹ của mình luôn, chỉ có đi làm rửa chén hả Trang? Đi làm rửa chén mới biết sử dụng tủ lạnh thôi, chứ chưa có tủ lạnh. Dễ thương ghê á Nguyễn. 4.350.000 giá thấy dễ thương, mừng không Trang? Dạ mừng. Thì ngày hôm qua khi mà đi vô cái điện máy xanh á, thì có bạn đó tên Duyên ở điện máy xanh biết anh Nguyễn làm cái công việc thiện nguyện thì mua cái tủ lạnh. Lý do là trong cái điện máy xanh á chuyển hàng rất là trễ mà giá thì nó không có mềm giống như vậy, không có cái không có tủ lạnh giá thấp như vậy, nên mấy anh em mua chỗ khác giá nó mềm hơn, rẻ hơn. Và bé Trang đó, bé Duyên đó chuyển cho anh Nguyễn 200.000 đồng để hỗ trợ chi phí vật dụng, tại vì bây giờ cũng mới có em bé hay sao cũng hiểu cái hoàn cảnh hay thương. Thì 200.000 đồng đó anh Nguyễn mua cái bàn này để đựng nước, để đựng nồi cơm điện nè, rồi để đựng cái ấm nước nè, để trên đây luôn á. Với lại cái này, cái sóng chén đây, cái sóng chén nay nhìn lịch sự hơn ha, nhìn dễ thương hơn. Cái này là sáng nay anh Nguyễn chở bé Trang đi mua. Trang thích màu đỏ hả? Dạ. Nhìn dễ thương ha. Bây giờ là an toàn có rồi, ngăn nắp có rồi. Hồi sáng mua cái sóng chén nè, rồi cái bàn với gì nè, phấn đúng không? Chung đá. Cái tiền đó là của em Duyên. Em Duyên, tiền này của em Duyên là mua cho hết luôn. Cái chung đá đâu? Dạ chung đá đây. Dạ. Cái này gọi là cái đồ đựng nước đá của ngăn tủ lạnh á. Đó, thì có mua phấn luôn chưa?
Chưa, nữa cái gì nữa em mua phấn sao? Dạ. Thì một lần nữa thì cũng cảm ơn em Duyên ở Điện Máy Xanh đã có tấm lòng hỗ trợ cho các vật dụng nhỏ nhỏ nhưng mà dễ thương. Nó rất là cần thiết ở trong cái công phòng trọ như thế này. Đó. Tiếp theo thì chắc có lẽ là ngồi xuống đây đi ha. Cái cửa sổ này cô bác của anh chị nói là nên mua cái mùng thì Trang có cái mùng sẵn nha cô bác của anh chị. Đó, đầy đủ hết à. Ngồi xuống đi anh Nguyễn. Rồi, cái này thì chừng nửa giờ cái cơm điện này nè, với lại cái này nửa giờ qua bên kia. Đó, rồi ổ điện thì chắc mai gì mốt gì mua anh Nguyễn có đi chợ mua giùm em luôn. Anh tự nhiên quên cái ổ điện đi mất tiêu. Có gì có thể là chuyện cho mẹ con như thế nào đó. Thì trước khi mà công bố cái số tiền còn lại thì cho Trang nói cái cảm nghĩ của mình trước đi ha. Quên nó còn cái thùng gạo bên kia nữa kìa. Quay cái bao gạo đó anh. Nữa có gì mua một cái kiếm một cái thùng nhỏ nhỏ đựng gạo á. Thùng mũ á. Thì mình còn thiếu sót nữa, mình bổ sung thêm. Từ từ đi, nhưng mà từ từ mới hoàn thiện mà một lần thì đâu có hoàn thiện hết được đâu. À, cái cảm giác sao rồi? Rất là mừng, vui vì được cô chú anh chị mình mua giúp đỡ cho em một số tiền, có số tiền để giúp đỡ em mua đủ thứ đồ, không có được, không có giờ không có thiếu thốn gì nữa, thì em rất là vui, em rất là cảm ơn cô chú anh chị đã giúp đỡ cho hai mẹ con em. Yeah. Nói chung là Trang thì cũng tại vì cái việc giao tiếp rất ít á, thì chỉ nói lời thật là chỉ biết cảm ơn mạnh thường quân rất là nhiều thôi. Ngày xưa thì cũng ít được đi học nữa. Đối với xã hội thì cũng còn nhiều thứ để mà phải học hỏi thêm nhiều. Và những tình hình là chắc có lẽ là buổi hồi sẽ thay mặt cho bé Trang nè. Con của bé cảm ơn cô bác của anh chị rất là nhiều ha. Chúc cô bác của anh chị sức khỏe an lạc và đặc biệt là bình an trong cuộc sống. Sáng hồi hôm nay đặc biệt hôm qua đó có điện cho anh chủ trọ đó, anh chủ trọ nó lên đây. Dạ. Thì anh chủ trọ nói chung là có anh Cường ghế là 6 khách chủ trọ. Dạ. Nó về cái tủ lạnh. Dạ. Em nói tủ lạnh xong rồi còn tiền dư lại đóng cho anh chủ trọ là 6 khách. Dạ. Anh chủ trọ thì anh nói là đóng góp có một phần đó để cho Trang đó, cái tiền đó là mình quân để giữ thêm con. Không lấy luôn. Không lấy anh chủ trọ. Thì có anh bé Trang đó thì cũng nói nó nhưng mà không biết sao thì sắp tới như thế nào. Phải đánh đo nhưng mà mình ở cái tiền kinh doanh. Đúng rồi, ở phải cái tiền sau này nó cũng sao nữa. Dạ dạ. Trước mắt là anh chủ trọ gì cảm ơn. Cái đó là anh chủ trọ nói với anh hay nói với Trang? Nói với bé Trang luôn. Nói sao Trang? Em có thể thuật lời được không? Dạ, tại hôm qua anh chú mấy anh đi mua đồ á. Rồi anh chú trọ anh có lại. Anh lại làm gì đó rồi em gặp ảnh rồi em nói ra là anh ơi, anh bên Mỹ á, anh có giúp đỡ cho em đóng tiền nhà trọ cho em được 6 tháng. Rồi anh Nguyễn anh muốn quay một video trao tiền nhà trọ cho anh thì đó. Rồi anh không có chịu, anh nói nếu mà có cô anh đó có hậu là hậu tâm vậy thì lấy cái số tiền đó rồi giúp đỡ cho em con mua sữa đi chứ anh không có lấy. Dạ anh nói gì à. Thì nhân tiện nãy rồi anh ơi, nói em ở không em không ở đâu, rồi cho em đóng tiền trọ đi chứ em không em ở. Cái em nói ông nói nên tại sao mạnh thường quân mỗi mạnh thường quân khác giúp đỡ em nhận mà anh giúp đỡ em sao không nhận. Rồi em nói là sao? Vậy chứ em cười em cảm ơn ổng. Ổng cho không nhận tiền. Thôi thì anh có nghĩa là anh chủ trọ thì cũng muốn góp một phần nào đó để chung tay với lại mạnh thường quân cùng với lại bé Trang. Hồ thì cũng chưa có duyên lành để gặp được anh chủ trọ rất là dễ thương. Thì hôm nay thì Bùi Hồ cùng anh Nguyễn và bé Trang chân thành cảm ơn anh chủ trọ đã cùng chung tay với lại mạnh thường quân cũng như là cộng đồng hỗ trợ cho bé Trang cùng với con của mình có một cái cuộc sống tốt hơn. Thật ra cái nhà trọ là để kinh doanh nhưng mà một cái căn phòng gì mỗi một năm cũng nhiều tiền lắm á, nhưng mà với cái lòng tốt của anh á thì cho em với lại anh Nguyễn như là bé Trang chân thành cảm ơn, chúc gia đình anh sức khỏe an lạc. Và chắc có lẽ thì tiếp theo thì Bùi Hồ xin công qua cái số tiền của cô bác của chị mạnh thường quân ủng hộ cái đợt này nha. Thì rất là nhiều cô bác của chị mạnh thường quân đã ủng hộ qua những đợt trước rồi, thì cho Bùi Hồ với lại anh Nguyễn công bố cái số tiền như thế này. Thứ nhất là mạnh thường quân của anh Nguyễn là anh Cường Phạm. Đây, gần lại tí xíu ha. Đây là anh Cường Phạm là ủng hộ là
400 đô Mỹ. Đó, thứ hai là anh Zen Trần ở Mỹ ủng hộ là 100, tổng cộng với số tiền là 500 đô, tương ứng với lại 11.750.000 đồng. Hôm qua thì anh Nguyễn chi cho tiền mua cái tủ lạnh là 4.350.000 đồng, còn lại là 7.400.000 đồng. Bạn Duyên ở Điện Máy Xanh hỗ trợ 200.000 đồng đã mua hết số tiền đó cho cái vật dụng. À, và mạnh thường quân của anh, của Bùi Hồ mới nhận được là của anh Tấn Phong ở Đồng Nai ủng hộ với số tiền là 2 triệu đồng mới vừa chuyển khoản hơn một cái đợt luôn. Vậy thì cái số tiền còn dư trong đợt này cho bé Trang là 9.400.000 đồng. Thấy không ạ? Thấy mời. Không ạ. Đây, tổng cộng là cái số tiền còn, tổng cộng cái số tiền là 9.400.000 đồng là trao cho bé Trang. Đó, cô bác quý anh chị xem rõ ha. Này, để cho cô bác quý anh chị, điện thoại nó không có bắt nét à. Rồi, vậy cô bác quý anh chị chắc rõ ha. Thì nếu như mà xem cái màn hình nó bị mờ thì cô bác quý anh chị cũng thông cảm, tại vì anh Nguyễn đang cầm máy quay. Đó, thì anh Nguyễn cũng ngại lên hình. Mà ai cũng nói là anh Nguyễn đẹp trai, mà anh Nguyễn đẹp trai dễ thương nữa. Thấy anh Nguyễn đẹp trai dễ thương không Trang? Dạ. Thì hôm nay anh với anh Nguyễn đến đây á, cũng thay mặt cho Mạnh Thường Quân ha, trao cho em cái số tiền để em có tiền mua sữa cho em bé. Dạ. Để cũng như là xoay sở cái cuộc sống hàng ngày của mình á. Dạ. Tổng cộng số tiền là 9.400.000 đồng ha Trang ha. Dạ. Anh sẽ đếm cho em luôn ha. Dạ. Em cầm sữa. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 triệu rưỡi. Ở đây 8 triệu rưỡi chứ ở đây là đây 500 nữa là 9 triệu với 400.000 đồng là 9.400.000 đồng nha cô bác anh chị. Rồi, anh gửi cho em. Cái này cất cẩn thận, hôm qua anh thấy cái bao thư mà em để sao thấy nó hờ thấy nguy hiểm quá. Thì cũng bé Trang cứ nghĩ là hôm nay thì cứ tối ngày trong nhà không nên để như vậy, nên có ổ khóa rồi nha cô bác quý anh chị. Mà tiền này sau khi trao xong là lát nữa anh Nguyễn đi chuyển khoản giùm luôn, tại có số tài khoản rồi, nên cô bác quý anh chị an tâm chuyển vô số tài khoản là không có kẻ trộm nào gần mò được đâu. Rồi em giữ đi ha. Rồi tổng cộng số tiền là gần 10 triệu đồng còn dư, nó mua đồ mà còn dư hơn 10 triệu nó cũng vui rồi. Dạ. Yeah. Dạ, yeah, xin cảm ơn thân gì em. Tất cả mạnh thân quân đi em. Tất cả mạnh thân quân đã giúp đỡ cho em. Dạ, em không biết nói gì hơn, em chúc cho mạnh thân quân có sức khỏe dồi dào, làm ăn khá giả. Dạ, cảm ơn mạnh thân quân. Yeah. À, chắc có lẽ là Bùi Hồ cũng đã thay mặt cho anh Nguyễn nói lời chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị, là Mạnh Thường Quân và anh Phương Phạm ở Mỹ, anh Sinh Trần ở Mỹ, em Duyên ở Điện Máy Xanh, anh Tấn Phong ở Đồng Nai đã hỗ trợ số tiền mua một số đồ dùng thiết bị trong nhà cũng như là số tiền còn lại cho bé Trang ngày hôm nay có một cái cuộc sống hai mẹ con đầm ấm hơn. Đó, thì chắc với những cái thiết bị như thế này á thì hai mẹ con không có thiếu thốn, thì một là có giấc ngủ ngon, hai là cái việc mà bé nó không có ngủ ở trên những cái bé ngủ ngon hơn thì sức khỏe sẽ gọi là tốt, mau ăn chóng lớn rồi. Đó, mẹ thì càng ngày càng tròn trịa mập ra. Thôi một lần nữa thì cảm ơn rất là nhiều và cô bác anh chị sẽ đợi sang một cái clip thứ hai, đó là một cái clip bé Trang sẽ làm. Sáng nay anh Nguyễn với bé Trang cũng cực khổ, đó là mua một cái con vịt 2 kg, hơn 2 kg, để nấu cháo. Trước tiên là sẽ cúng cho cảm ơn cũng như là nơi ăn chốn ở đây cho ông bà ở đây phù hộ mạnh khỏe, phù hộ cho mình, cho bé mau ăn chốn lớn á, cũng như là anh Nguyễn anh nói là này là tiền của anh Nguyễn anh mua của bác của chị. Rồi rồi anh Nguyễn anh sẽ hướng dẫn cho bé Trang cúng ở đây ha. Rồi đợi cô bác của chị, đợi hôm nay có thợ hồ qua đây nữa. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại cô bác của chị clip sau.